Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Tha Hương, tác giả Nguyễn Thị Mai Phương, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, Mẫn quyết định thực hiện chuyến đi ấy. Chuyến đi mà suốt mấy chục năm qua, nó luôn nhắm nhói trong lòng, luôn nhồi lên đầu Mẫn một câu hỏi. Không biết nơi ấy giờ thế nào? Hình như trong mơ hồ xa khuất lắm của ký ức, Mẫn vẫn nhớ một vài cảnh vật cụ thể, một bóng hình cụ thể. Dù thế nào thì nơi ấy, mẹ đã treo cái cuốn rốn của Mẫn trên trái bếp. Mẹ bảo để đó gần lửa cho sáng dạ, cuộc sống sẽ đổi đời, không tù mù như cuộc đời của mẹ. Nơi ấy, Mẫn lần đầu tiên áp má lên ngực một chàng trai bên gốc gạo già. Người làng bảo cây gạo có ma, nhưng Mẫn và Phong thì không thấy thế. Những lần trốn mẹ hẹn hò với Phong thức dậy bao rạo rực trong lòng Mẫn. Tình yêu đầu tiên đến lúc nào Mẫn không hề biết, nó trong trẻo, mang mát, rụt rè. Mãi sau này khi lang bạc tận vùng Tham Sơn cùng cốc, đêm đầu tiên làm vợ người thợ xẻ, Mẫn mới kinh hoàng nhận ra tình yêu nếu như chỉ có xác thịt thì thật chẳng đáng tôn vinh. Không biết người đàn ông ấy giờ thế nào, Mẫn đôi lúc cũng tự hỏi thế. Nhưng cuộc sống lam lũ vật lộn với áo cơm đã cuốn phăng đi mọi ý nghĩ. Mẹ đi bao giờ về? Cô con gái cất tiếng hỏi làm Mẫn sực tỉnh. Thì chừng nửa tháng, đường xa cũng thấy ngại. Nè, mấy cha con ở nhà, nhớ để ý, không á, chết hết gà hết lợn nghe chưa? Mẹ này, người thì không lo, lo gà lợn. Hay mẹ cho con đi nữa, con chưa biết quê ở đâu hết à? Lời đứa con gái nói bỗng làm Mẫn ứa nước mắt. Đã bao giờ Mẫn có đủ tiền để cho chồng con về quê lấy một lần, mà ở quê thì đâu còn ai. Mẹ thì đã mất từ ngày Mẫn còn ở làng. Người cậu sinh toàn con gái cũng ra đi sau đó vài năm. Cái ngày mà Mẫn đi, muốn nhắn lại hai đứa em họ là trong nôm mộ mẹ và cậu, thì cũng phải nhắn qua hàng xóm. Mẫn cũng không ngờ cái chuyến đi của mình dài đến như thế, 26 năm. Con gái của Mẫn năm nay đã 20 tuổi, nhưng bị tàn tật, teo một chân từ nhỏ. Cậu con trai thì mới học lớp 10, cuộc sống còn thiếu thốn, ăn dè buộc túm, cho nên Mẫn cứ dụi dọ, tất tưởi. Điều đó làm Mẫn quên luôn cái phần đời mình ở cố hương. Mà đã nghèo thì họ hàng hình như cũng quên luôn Mẫn đi. Chẳng có còn ai nhớ đến, chẳng ai đến thăm Mẫn bao giờ. Hai đứa con nhà cậu cũng chẳng dư giả. Thư từ vài năm thì đứa em họ bảo, chị cứ yên tâm làm ăn đi, lúc nào mà có điều kiện thì về đây, em vẫn thắp hương mộ ba má đều mà. Sống về mồ về má, ai sống cả bát cơm, dân gian bảo như vậy. Dù biết như thế là bất hiếu, nhưng Mẫn không thể mang mẹ theo. Đêm đêm trong suốt bấy nhiêu năm, Mẫn vẫn nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ cảnh đêm mưa nhà dột, súc nách mẹ mà ngủ ngon lành. Mẫn nhớ cái lúc nằm dài trên bãi cỏ giữa cánh đồng cùng lũ trẻ làng hú hét thỏa thích. Mùi gió đồng thơm mát, bầu trời thì trong veo. Giờ đây mái tóc Mẫn dường như còn hơi ấm bàn tay chàng trai cùng làng, và da thịt dường như còn cái đau đớn tủi hổ của trận đòn roi năm ấy. Mẫn cho nốt mấy bộ quần áo vào túi sách, rồi dằn lòng nói với con gái. Nè, đợi sang năm nhà mình khấm khá, em nó nghỉ hè thì cả nhà bắt xe về nha con. Mẫn nói như vậy chứ chính Mẫn cũng không biết có làm được như vậy hay không. Người lái xe ôm ngoài quán chợ xịt đến. Mẫn vội vàng nhấc cái túi quần áo rồi dặn với lại. Nè, mấy bố con nhớ tôi dặn nghe chưa? Tôi đi á, rồi tôi về liền ha. Bóng tôi quấn theo bánh xe. Phải hơn mười mấy cây số thì mới ra đến đường to. Bắt xe ngược về Bắc. Xe đi suốt đêm để sớm mai sẽ đến miền Trung. Mẫn ngồi trên xe mà đầu óc phập phềnh. Chuyến xe giường nằm chật lèn. Mẫn ngồi thu lưu ôm bọc quần áo.
Hình như Mẫn bị choáng. Trong ánh sáng mờ đục như sương mỏng, Mẫn thấy hình như mình ngồi chung ghế với một người đàn bà chừng 30 tuổi, bế theo đứa con nhỏ. Đứa bé có nước da xanh bủng, còn bà mẹ dáng vẻ thì tiều tụy. Mẫn ngủ gà ngủ gật. Ánh đèn xe mờ ảo hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi. Có ai đó hút thuốc, mùi khét loang khắp xe. Mẫn ngồi thu mình lại cho người đàn bà bên cạnh bế con. Mẫn cho đứa nhỏ cái bánh, nó cầm lấy mỉm cười. Đang thiêu thiêu ngủ chừng 1-2 giờ sáng thì Mẫn giật thột. Có cánh tay sờ vào túi của mình. Nè, chị làm gì thế? Mẫn ngạc nhiên hỏi người đàn bà. Em tìm tiền, rõ ràng em thấy nó ở đây mà. Thật đó, em vừa đánh rơi đó. Đâu, rơi khi nào? Mẫn cúi xuống gầm ghế xe lục lọi, tay không quên ôm khư khư cái túi quần áo sợ mất trộm. Đây rồi, biết ngay mà. Nè chị, có nhiều tiền là biết ngay lòng dạ người ta tốt hay xấu mà. Tiền là thước đo đó, chị nhớ chưa? Mẫn nhìn thấy vệt sáng xanh lẹt chạy qua đôi mắt người mẹ trẻ. Mẫn chả hiểu chị ta nói cái gì. Chỉ biết là tiền đúng là làm người ta khốn khổ quay cuồng. Không có tiền thì bỏ cả quê hương như Mẫn đây. Ngủ chập chờn, đầu óc mộng mị. Mẫn chẳng biết trời sáng từ khi nào. Ghế bên trống hoác, người lái xe cào nhào. Cái bà này buồn cười. Đường xa, đã nhường cho hai ghế mình nằm á, thì lại ngồi thu lưu một xó suốt đêm hả? Mẫn hỏi về người phụ nữ bế con nhỏ bên cạnh. Lái xe trố mắt. Làm gì có ai? Phụ nữ nào? Lên từ đầu bến à? Một loạt tiếng xì xào. Một lúc thì cậu bé cúi xe nói với lên. Chị ta chết lâu rồi. Mộ ở bãi đất đầu quán chợ đó. Cả xe lặng phắt. Cậu bé nói tiếp. Xưa kia chị ta là người nơi khác đến. Vốn là người giúp việc cho một nhà giàu có nhất cái vùng này. Nhà chủ bị mất tiền, đổ cho chị ta lấy trộm. Không ai tin chị ta vô tội, cho nên ngay cái đêm đó, chị bế theo đứa con nhỏ mới hơn một tuổi nhảy cầu tự tử. Mẫn rùng mình, chả biết hư thực ra sao. Mình vừa ở cõi trần hay cõi nào, chả biết ma hay người trên cái xe này. Mà có khi chồng Mẫn nói đúng, xã hội bây giờ con người và ma quỷ cứ lẫn lộn thật hư. Rồi Mẫn thoáng tin rằng linh hồn mẹ đã luôn đi theo Mẫn bao năm tha phương cầu thực, sưởi ấm cõi lòng nghèo nàn của Mẫn. Và dù cả đêm mộng mị, say xe vật vã, Mẫn vẫn nhớ rằng mọi cư xử quê mùa của cái xứ mà Mẫn sinh ra vẫn còn trong người của mình. Mẫn nằm xuống vệ cỏ ngay cái cống nước đầu làng. Ôi, ngôi làng mà Mẫn vẫn thương nhớ đây rồi. Cái cống nước chảy từ đồng ra sông này. Bọn Mẫn thường tụ tập ngồi trên cống nhìn cái xoáy nước khổng lồ kêu ùng ục vào ngày mưa lũ. Nước chảy qua cái tầm cống dài mấy chục mét rồi đổ ra cửa sông. Hai cánh cổng bằng thép được xây lắp từ thời Pháp tự động đóng hoặc là mở tùy theo con nước. Cống nước đổ ra cửa sông có một đoạn bờ dựng đứng, cỏ mọc tùm. Có lần Mẫn đã liều mình bám vào từng cây dại trường xuống cửa cống để cắt cỏ hái hoa. Đứng xuống dưới những tảng đá đầy rêu thẳm nhìn lên, Mẫn thấy thật là đáng sợ. Bờ đê trên kia chênh vênh, chỉ sơ sẩy một cái là có khi rơi xuống. Mẫn cắt được khá nhiều cỏ và lá dối, buộc vào thắt lưng rồi leo lên. Mấy bông hoa dại tím biết cài vào hai vành tai, lưng chừng vách cỏ. Mẫn áp má vào cỏ, nhìn ra mặt sông. Cảnh tượng chưa từng có. Cả mặt sông dập dềnh đỏ rực hoa gạo, màu đỏ duyền lên cao như lưng trời. Mẫn hét lên một tiếng, âm thanh vọng vào cổng vang vang. Mẫn nghĩ nếu mình buông tay xuống là sẽ trôi giữa hai vách cỏ xanh ngợp để ra chỗ mặt sông hoa đỏ kia. Mẫn chưa từng thấy bộ phim nào có cái cảnh hoành tráng đến như thế. Mẫn chưa từng thấy bộ phim nào có cái cảnh hoành tráng đến như thế. Bao năm nay, Mẫn vẫn luôn nhớ cái khung cảnh ấy. Nhưng giờ đây, sau một thoáng xúc động, Mẫn nhìn lại
hình như mọi thứ đã quá đổi thay rồi. Rặng cây gạo không còn, vách cỏ ngày xưa xói lở, trên đó là những bức tường bê tông phân ranh giới giữa nhà dân và cái cổng. Lối đi nhỏ ngập phù sa giờ cũng không còn. Ngay gần cống là đống rác to đùng. Xóm chợ đã mọc ngay bên trên đê từ bao giờ không biết. Cửa cổng rêu mọc hoang tàn. Dòng nước từ ngoài làng đục ngầu, còi cọc trôi vào miệng cống. Từng đám rác đọng lại, bốc mùi hôi thối. Mẫn nhìn ra xa, khung cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Làng lỗ chỗ nhà cao tầng, nhà ống, không có cái mùi thơm của cỏ bạc hà trong gió nữa. Mùi cống nước thải của thành thị đã tràn về đây. Mẫn ngồi dậy, sợ người ta qua đường lại nhìn mình như một kẻ điên. Lạ thật, Mẫn ngồi ngay trên cái cống nước của làng mà lại cứ thấy nhớ cồn cào cái cống thân thuộc của ngày xưa. Mẫn đi đến bến đá, nơi bọn con gái ngày xưa tắm táp rửa rau cỏ mỗi chiều. Những tảng đá xanh đã biến mất, nước cạn, trơ ra những hốc đá lồi lõm. Cạnh đấy một khu đất lở loét được quay lại chăn đàn vịt vài trăm con. Mùi phân vịt tanh lợm. Mẫn còn nhớ chỗ chân cây cầu gỗ mấy chị em Mẫn hay ngồi chơi. Mùa lụt, nước ngập sát mặt cầu. Những tấm ván ghép mặt cầu bị nước làm cho lông ra. Chẳng may dẫm chân lên cái tấm ván đang nổi trên nước ấy là sẽ rơi tõm xuống nước. Mẫn ngồi trên thành cầu cho hai chân xuống nước đập bì bõm. Dù bơi chẳng được bao xa, Mẫn cũng dám thả mình xuống chỗ nước ngập đầu rồi bơi vào. Cái đoạn ngoài này là thiên đường của chị em Mẫn, trưa nào cũng tắm, cũng đùa nhau chí chóe. Còn nhớ có lần nước rút, nước chảy xiết qua mấy cái chân cầu gỗ, Mẫn ôm cục cầu lao theo đường chéo sang cột bên kia. Có hôm nhắm trượt, trôi theo nước mấy chục mét. May mà tóm được cái bụi cây dành dành để thoát thân, không thì béo lũ cá. Vậy mà lần đó con bé nụ ngã nước, Mẫn dám xô ra kéo nó vào. Nụ tóm chặt cổ Mẫn suýt nghẹt thở, Mẫn ngụp xuống lấy hết sức đẩy nó vào. Hai đứa vật qua vật lại. Vào bờ, Mẫn xỉu luôn vì quá mệt. Nụ nôn ra nửa thao nước, người lớn xanh mắt. Cứu chết đuối mà không làm người đuối nước ngất đi thì mới kéo vào bờ, có ngày chết theo á. Mẫn lội qua bờ cỏ xuống khu sân đình. Giờ này sau làng vắng hoe, sân đình rêu phong, những mái ngói đã rệu rã. Bên cạnh đấy là một gian thờ cũng mới làm rất hiện đại, nhưng nhìn thì không ăn nhập chút nào. Mẫn nhìn quanh, không thấy hàng cây dúi cụ đâu. Gọi là cây dúi cụ vì cây rất là xum xuê, chỗ gốc cây còn tạo thành cái hang có vòm hẳn hoi. Người ta đồn rằng có con rắn trắng màu đỏ khổng lồ sống trong hang đó. Đó là một vị thần, ai mà động đến nó sẽ chết đột tử, không thể cứu chữa. Vì thế mà mô đất ngay cửa hang cứ đùn cao mãi lên, tán lá ngày càng rậm rịch quấn vòng, che phủ tạo thành một lùm cây khổng lồ huyền bí. Vào mùa dúi chín, quả giác vàng mọng mà không ai dám hái. Nhưng chỉ qua vài đêm thì những quả chín biến mất, trên mặt lá còn lại một lớp keo dinh dính nhơn nhớt. Người làng bảo rằng rắn thần ăn và đánh dấu nhà của mình bằng nọc độc. Thế nên trâu bò cũng không được ăn lá dúi, ai cũng tránh xa chỗ đó hết. Mẫn nhớ rõ đêm ấy sau giấc ngủ dài, Mẫn vùng dậy dắt xe đạp, chất bao thóc lên và đạp sang làng bên xác gạo. Mẫn mê mải đạp, chỉ thoáng thấy trên đường ánh sáng có vẻ ướt. Đến nơi thì quán xác gạo vẫn đóng cửa, đợi mãi không có ai mở cửa. Mẫn gối đầu lên bao thóc, gác chân lên cái xe nằm ngủ. Người đàn ông đội nón tốt đỏ, chân quấn xà cạp, cầm cái gáo dài thúc vào sườn Mẫn rồi bảo: "Ê nhóc con, ngủ nhà của ta mà không xin phép à? Nửa cái nhà chìm trong nước rồi, chủ quán này có mắt như mù." Mẫn dụi mắt rồi ngủ tiếp, chẳng trả lời mà cũng không sợ hãi, hai mắt cứ díp lại. Cái lúc mà bác chủ quán xác gạo ra mở cửa kêu lên thì Mẫn mới choàng tỉnh. Ngồi một lúc, Mẫn mới biết khi nãy cái nón tốt ấy là ở trong mơ. Mẫn kể lại cho bác xác gạo. Ông ấy tròn mắt liên tục bảo: "Thật à? Thật không?" Có vẻ gì đó sợ sệt trong giọng nói. Lúc ấy Mẫn chưa biết rằng ngay dưới chân cái quán xác gạo sát mép nước
là mộ của một người lính giỏng vô danh. Tuần sau cái quán sập, người ta đào bới nền đất, thấy bộ hài cốt ngâm trong nước, bên cạnh có lửa giáo huyên rỉ. Mãi sau thì Mẫn mới được bà nội kể lại. Còn hôm đó, Mẫn xác xong gạo đạp xe về thì trời vẫn chưa sáng. Trăng suông nên Mẫn không phân biệt được. Túi cắm Mẫn để giỏ xe, còn mấy cân gạo thì Mẫn chặn dây chung đằng sau. Để đến góc gạo giáp ranh giữa hai làng, Mẫn nhìn thấy một bà lão gầy gò, mặc quần lụa ống quăng tít, đội nón mê đứng đó. Bà xin đi nhờ. Mẫn thoáng băn khoăn vì không biết để bao gạo ở đâu. Bà lão nói sẽ ngồi lên bao gạo của Mẫn. Mẫn đồng ý, đạp xe đi. Được một đoạn thì tự nhiên Mẫn thấy xe nhẹ bẩn. Một luồng gió lạnh phả dọc sống lưng. Mẫn ngoái đầu lại, hai cái ống quần phơ phất bay, nhưng không thấy chân bà lão. Mẫn bắt chuyện, không thấy bà trả lời. Cố đổ hết cái dốc thì Mẫn dừng lại. Ô hay, bà già đã nhảy xuống xe từ khi nào? Mẫn nhìn ra xa, bà đã khuất vào bụi dúi cũ, cái nón hở ra mỗi chớp nhọn. Mẫn chột dạ, không biết là người hay ma. Mọi người bảo đoạn đường Mẫn vừa đi nhiều ma lắm, cho nên không ai dám đi đêm. Mẫn về đến nhà thì trời tan tảng sáng. Chó nhà thấy Mẫn sủa rú lên, mẹ chạy ra kêu thất thanh vì thấy mặt Mẫn tím ngoét, tay chân lạnh cống dù đang là mùa hè. Sau đó thì bà nội kể cho Mẫn rằng đình làng nhà thờ Thành Hoàng vốn là một bà lão ăn mày. Năm ấy đói lắm, nhiều nhà trong làng đã nhịn cả mấy ngày. Đêm nọ bà lão ăn mày vào làng khoác theo một tay nải gạo. Bà chia cho mỗi nhà một nắm nấu cháo qua cơn đói. Sau một đêm ăn no ngủ say, sáng dậy thì mọi người thấy bà lão ấy đã hóa ở gốc thềm. Chỗ gạo còn lại nuôi được lũ trẻ qua đợt đói. Người làng chôn cất rồi tôn bà làm thành hoàng, thờ ở ngoài đình. Người ta vẫn bảo đêm đêm ai chở gạo đi qua đường đê thì bà lại xin một ít cho làng. Phải thế chăng mà làng năm nào cũng được mùa, thóc gạo đầy sân. Mẫn giờ mới thấy sợ. Mỗi khi nghĩ đến luồng hơi lạnh sau lưng và hai cái ống quần bay sau xe, Mẫn sởn hết cả da gà. Bà đồng trong làng bảo rằng Mẫn sẽ khổ lắm. Ai bảo biết những điều không nên biết, sau này sẽ đi biệt xứ, chả có tiền mà về quê đâu. Mẫn nghĩ bà ấy nói thật là đúng. Sau cái đêm hẹn hò với Phong ngoài gốc gạo đầu làng, hai đứa kéo nhau về đầu điếm. Mùa rơm rạ mới thơm nồng, Phong bóc từng nắm rơm đáp về phía Mẫn. Mẫn chạy vòng quanh gốc cây hồng pháp. Phong túm tay kéo mạnh, cả hai ngã dúi xuống đụng rơm êm xốp. Vòng ngực Mẫn nóng rực, gấp gáp kề ngay khuôn mặt đang tê dại của Phong. Và rồi thì chẳng biết ma lực nào xui khiến, hai người như tan đi trong những nụ hôn dài. Phong say mê vùi mặt vào hai bầu vú của Mẫn. Mẫn chỉ cảm thấy mình tan ra ướt đẫm, rồi trôi trên thảm rơm bồng bềnh ra mãi cửa sông. Mùi rơm sực nức, bỗng có ánh đèn pin rồi tiếng quát lạc giọng. Ai? Ai làm trò gì trong đó, hả? Hai người vội vã rời nhau, Mẫn hoảng hốt đưa tay tìm khuy áo. Trời đất, mẹ của Phong! Bà rú lên, cầm cái gậy hèo quật tới tấp vào người của Phong. Cái thằng mất dạy này, cha mẹ ơi, chúng mày làm trò gì thế hả? Phong cuống quýt ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, con và Mẫn yêu nhau. Mẫn, em chạy về đi. Bà mẹ gào lên. Ai cho mày như thế hả? Con bé kìa, tránh xa con bà ra. Đồ con nhà mất nết. Mẫn tủi hổ vấp lên vấp xuống chạy vào bóng tối. Người làng đã lác đác có người đến. Mẫn về chuối trong xó bếp khóc như chưa bao giờ được khóc. Ở làng không có việc gì có thể giấu được. Tiếng đồn xì xào khắp ngõ trên xóm dưới. Mẹ Mẫn ê mặt. Cả ngày hôm sau ở nhà chửi rủa Mẫn hết lời. Mẹ Mẫn ẩn ật nước mắt rồi bảo. Trời ơi, con dại cái mang. Mẹ bảo mày rồi, đừng có dây vào cái nhà đó cơ mà. Mẫn đau đớn khi nghe lũ trẻ con trong làng kháo nhau rằng vú con Mẫn trắng lắm, thằng Phong thế mà khiếp. Phong bị nhốt trong nhà dễ hàng tuần lễ. Ngày Phong trốn được ra đập đập tay vào cái vách bếp nhà Mẫn thì Mẫn sợ hết hồn, thì thào trong nước mắt. Anh về đi, em và anh hết rồi. Hàng tháng Mẫn tránh mặt Phong, đi đâu Mẫn cũng bị người làng xì xào.
Phong tìm mọi cách nhắn nhủ lời xin lỗi. Mẫn chỉ ướt nước mắt tủi hờn, cái nón sụp xuống che mặt. Mẹ Mẫn ốm nặng rồi qua đời. Phong ngấp nghé ngoài ngõ muốn đến chia buồn, nhưng cũng không ai trong nhà Mẫn đồng ý. Cậu Mẫn trừng mắt, hai đứa ngu này không biết vì cái nhà đó mà mẹ mày phải sống đời khổ nhục như thế hả? Chôn cất mẹ xong thì cậu Mẫn mới cho biết rằng mẹ cô vốn là đẹp gái, nhưng tính tình chảnh chọe, cho nên đã lớn tuổi vẫn chưa có chồng. Chính ông bác ruột của Phong đã rủ mẹ Mẫn đi khỏi làng trong một đêm mưa lớn. Tuần sau thì người đàn ông ấy về, còn mẹ Mẫn thì không. Cả họ xúm lại hỏi thì ông ta bảo không biết, thích thì theo, không thích thì thôi. Cuối năm ấy mẹ Mẫn về, ôm theo đứa bé nhăn nheo khát sữa. Cả làng cả xã ồn lên thêm thắt vài câu chuyện, khiến nó ly kỳ hơn. Mẹ Mẫn từ đó sống mà như chết, câm lặng và nhẫn nhịn, cu óc quanh năm suốt tháng nuôi con. Vậy mà lạ lùng, từ nhỏ đến lớn Mẫn không được ai kể cho điều gì, không rõ Phong có biết. Qua lời của cậu thì Mẫn mới biết, người đàn ông ấy và cả làng đã quỳ trước mặt mẹ Mẫn xin tha lỗi khi biết được Mẫn là đứa bé bị bỏ rơi ở chùa. Mẹ Mẫn xót thương xin về nuôi, cũng để hy vọng có chỗ dựa sau này. Họ biết điều đó khi một ngày mưa gió, vị sư già từ đâu đến làng tìm mẹ Mẫn. Những kẻ vẫn thì thục đêm đêm áp tai vào vách người nhà đàn bà côi cút để đơm đặt đã nghe được câu chuyện của nhà sư và mẹ Mẫn. Mẹ đẻ Mẫn chết rồi, không còn cơ hội nào quay lại tìm con. Cho nên Mẫn vẫn hoàn toàn thuộc về mẹ, thuộc về nơi này. Mẫn đã khóc bao nhiêu ngày sau khi mẹ mất. Nếu biết mẹ đã hy sinh nhiều như thế, đã bỏ phí đời con gái để nuôi mình thì Mẫn sẽ khác. Mẫn sẽ không vòi vĩnh ngang bướng gì mẹ hết, cũng sẽ không tơ màng gì tới Phong cả. Mẫn sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Đến lúc muốn chuộc lỗi thì còn mẹ nữa đâu mà chuộc. Nghĩ thế cho nên Mẫn cắm đầu làm lụng nuôi con, nuốt tuổi buồn vào lòng, mong mỏi một ngày trở về thăm mộ mẹ. Ủa, ai như chị Mẫn phải không? Có tiếng người hỏi. Mẫn sực tỉnh, thì ra cô Ngần thì phải. Sao mới đây mà già thế, tóc bạc trắng rồi. Dạ vâng, cháu Mẫn đây, cô Ngần ạ. Tóc của cô... À, già rồi cháu ơi. Nè, mày sống thế nào mà mất tâm thế hả? Chẳng có thấy mày về quê. Nè, vào nhà cô, ăn cơm, rồi sang nhà con Bóng sao. Chúng nó đi buôn hết giờ, chẳng ai ở nhà đâu. Còn Nga thì đi Đài Loan rồi còn đâu. Dạ, cháu cảm ơn cô, để cháu chạy ra mộ mẹ cháu đã. Hai người đàn bà ôm chặt nhau tủi hờn, nước mắt trào ra. Cô Ngần quá chồng từ cái hồi Mẫn ở làng. Thì thoảng cô vẫn qua cho mẹ con Mẫn con cá mới sao. Cô Ngần thoăn thoắt dẫn Mẫn ra khu đồng ổ cá ngày xưa. Những cái mương gặp lúc cỏ hồi trước giờ được xây bê tông, mép phẳng lừ, trâu bò trượt chân bị thương như chơi. Quả đồi đầy cỏ dại và si mua ngày trước cũng đã biến mất. Mộ bia san sát, xây đủ màu sắc như một thành phố tí hon cho người sống vậy. Một năm cỏ lọt thỏm giữa những ngôi mộ mái vòm mái phát. Ôi trời ơi, mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu của mẹ đây mẹ ơi. Mẫn khóc lên rồi gục xuống, ôm nắm mộ khóc như mưa. Mẫn nhổ cỏ, bày mấy quả cam lên đỉnh mộ thắp hương và kể lễ nguồn cơn. Bao nhiêu chuyện cất giấu trong lòng giờ mang ra nói với mẹ. Tiếng gió rít trên đầu như cổ vũ lời của Mẫn. Cô Ngần hối về. Nè, mẹ mày linh thiêng khắc biết mày sẽ thế nào. Cuối năm tao bán bò có tiền, sẽ xây cho mẹ mày cái đế mộ. Chị em thương nhau ở làng này có nhiều ở đâu. Mẫn tủi thân sụt sịt, bước thập thỏm theo cô. Nhà cô Ngần đã xây bê tông khang trang. Thằng con trai lấy vợ ở rể làng bên. Con gái cô đi làm công nhân, tối mới về. Thi thoảng có người làng đi qua gọi với vào. Có khách à bà Ngân hả? Cũng có người nhớ Mẫn, nhưng nhìn Mẫn ngơ ngác, ăn vận chẳng lấy gì làm sang trọng, họ cũng không thiết chuyện trò. Mẫn ăn cơm nhà cô Ngân, hai cô cháu ngồi nói đủ thứ chuyện. Cô trách người đâu mà vô tâm vô tính, đi bao năm không về, không thư từ gì, thì ít ra cũng phải được lời nói chứ. Mẫn gục mặt,
miếng cơm nghẹn ứ. Từ giờ Mận chính thức nhờ vả cô Ngân trông coi mộ mẹ. Mận lấy ra tờ 200.000 dúi vào tay cô. Cô Ngân chối phắt. Thôi, tao không lấy. Mày có giàu có gì đâu mà đưa. Nếu mà mày giàu á, thì không có đi về đây một mình rồi. Cầm lấy mà nuôi con. Đi đi. Mận im lặng. Mận thở dài, cứ nghĩ là trở về Mận sẽ ôm chầm lấy mấy cái thân hình ruột thịt ấy mà khóc, mà hàn huyên. Ai ngờ sự tình lại thành thế này. Mận nhờ cô Ngân đưa sang nhìn căn nhà của chị em Nga bóng. Cánh cổng sắt khép im ỉm, bìm bìm hoa tím leo dọc bờ tường. Đàn bướm trắng bay xì xào, nhưng tuyệt nhiên Mận không thấy gợi lại chút gì thân quen. Mọi thứ đã quá khác so với ngày xưa. Nền đất căn nhà mẹ con Mận ở ngày trước, giờ là cái xưởng may bao bì máy chạy rầm rầm. Cạnh đó là đống rác ni lông đang nham nhở cháy. Mận tha thẩn đi dọc đường làng, gặp ai cũng hỏi, cũng chào. Nhưng chẳng ai còn nhớ Mận. Người già thì không ra khỏi cửa, trẻ con thì ở đường không biết Mận. Mận cố gắng nghe xem có tin gì về Phong không, nhưng hầu như không biết gì thêm về việc Phong đã rời bỏ quê hương. Mận lang thang đi tìm gốc gạo đầu làng hồi đó, nhưng hầu như cảnh sắc đã quá khác, không có cây cối gì. Chỗ gốc gạo xưa là cây cầu xi măng bắc ngang con ngòi nhỏ, cạnh đó chi chít ao nuôi cá. Giờ họ nuôi cá theo kiểu mô hình nuôi lợn thả vịt lấy phân cho cá ăn, mùi thối nồng nặc trong không gian, nước nổi váng lên màu xanh lạ lùng. Mận nhắm mắt, nghĩ nếu mà giờ ngã xuống kia thì chắc chết. Không còn bơi tung tăng như trước nữa, không chết đuối thì chết vì nước phân. Vết thương tuổi nhục cũ chợt nhói lên, chỉ chút thôi. Có lẽ những cơn gió giờ cũng đã hoàn toàn khác. Lần đầu tiên Mận cảm nhận rõ là mình đang nhớ lão chồng ẩm ương và lũ con khờ dại. Mận muốn trở về với họ. Xứ ấy chẳng có kỷ niệm ngọt ngào của Mận, nhưng chí ít Mận được tồn tại, được sống với những yêu thương, bực tức thường nhật của một con người. Mận giang hai tay trước bãi cỏ cuối làng, hít một hơi thật lớn, nhìn đám lá khô bay tả tơi. Mận chợt nhận ra mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Mận cứ đi chênh vênh giữa ký ức và thực tại. Mận tha hương ngay trên đất quê mình, cố hương bỗng xa lạ, lạc lõng cho đến thế. Nếu như không có mẹ thì chắc Mận không còn dịp trở về để thấy điều đó. Mẫn quỳ lạy bên mộ mẹ lần cuối rồi về nhà cô Ngân, mong hết đêm để mai bắt chuyến xe sớm về nhà. Cả đêm cô Ngân cứ rì rầm to nhỏ, chuyện cũ chuyện mới. Nè, mày nhớ sang năm rồi về. Nghe, về xây mộ mẹ, rồi cho cô theo ra nhà chơi. Tiếng cô Ngân nghe xa như gió, Mẫn khẽ vâng rồi lạc vào bao ý nghĩ. Cô Ngân ghé sát miệng vào gáy Mẫn thì thào. Mẫn nghe mà như trôi trên thảm cỏ đã đắp lên đời mình.